JDragon mua siêu penthouse đắt đỏ giá hơn 300 tỷ, động thái dằn mặt Jennie và Vi. Thành viên Big Bang JDragon đã mua một căn hộ áp mái trong khu Naegwan Hanam ở Jeonsan-gu, Seoul trong năm nay với giá 16,4 tỷ won, tương đương 13,1 triệu đô la Mỹ, lập mức giá cao mới cho giá bán của một căn hộ vào năm 2022. Theo đăng ký tòa án vào ngày 3 tháng 6, căn penthouse này rộng 244 m2. Có thông tin cho rằng JDragon đã trả toàn bộ 16,4 tỷ won bằng tiền mặt. Được biết, 6 hộ gia đình bao gồm cả thủ lĩnh Big Bang đã ký hợp đồng giao dịch với số tiền tương tự. Theo hệ thống công bố giá giao dịch nhà trong thực tế, nơi từng giữ kỷ lục căn hộ có giá bán cao nhất tại Hàn Quốc là căn nhà rộng 273m2 thuộc khu PH219, The Penthouse Cheondam ở Cheondamjeong, Gangnam-gu, Seoul. Căn hộ được mua vào ngày 28 tháng 4 với giá 14,5 tỷ won, khoảng 11,6 triệu đô la Mỹ, thấp hơn 1,9 tỷ won, khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ so với giá bán căn penthouse tại Naegwan Hanam của JDragon. Như vậy, với giao dịch lần này, nam ca sĩ JDragon lập kỷ lục mới khi anh hiện sở hữu căn hộ có giá bán cao nhất Hàn Quốc. Naegwan Hanam là khu phức hợp được hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2019. Khu phức hợp bao gồm 4 tầng hầm và 9 tầng trệt với tổng cộng 9 tòa nhà và 341 căn hộ. Khu nhà sang trọng này là nơi ở của nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc như thành viên nhóm nhạc BTS, EXO, diễn viên Jun Ji-hoon, Lee Jong-suk. Hôm 5 tháng 5, JDragon có mặt tại bãi biển Monte Carlo, Monaco để tham dự buổi trình diễn Cruise 2022-23 show của thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Anh cũng là nam đại sứ duy nhất có mặt tại sự kiện và là người nổi tiếng châu Á duy nhất được mời đến show diễn quốc tế đầu tiên cho Chanel của nhà thiết kế đình đám Virginie Vias. Tuy vậy, bên cạnh vẻ ngoài bảnh bao như mọi lần, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra rằng JDragon đã gầy đi nhiều và trông khá yếu ớt so với trước đây. Mặc dù nam rapper vốn được biết đến với thân hình gầy tự nhiên, song dáng vẻ lần này khiến các fan không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của thần tượng. Nhiều người cho rằng thành viên Big Bang đã giảm khá nhiều cân trong dịp trở lại này. Theo tin tức của tờ MT, ngày 24 tháng 5, JDragon đổi ảnh đại diện trên trang Instagram của thương hiệu Peace-1 do anh sáng lập. Nam ca sĩ đổi hình ảnh thành ngón tay thối. Trước đó, tài khoản này sử dụng một bức ảnh có logo Peace-1 được viết trên nền đen. Khán giả cho rằng đây là động thái của nam ca sĩ nhắm đến tin tức hẹn hò giữa Jennie Blackpink và V BTS. Trước đó, Jennie vướng tin hẹn hò JDragon. Năm 2021, Ditbet công bố nhiều hình ảnh hẹn hò của hai ngôi sao trực thuộc YG Entertainment. Theo Ditbet, JDragon và thành viên nhóm Blackpink hẹn hò từ một năm trước đó. Khi đó, YG Entertainment cũng từ chối trả lời vì đây là vấn đề riêng tư. JDragon vừa có màn trở lại cùng Big Bang vào ngày 5 tháng 4 thông qua việc phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Still Life sau hơn 4 năm vắng bóng. Sau khi ca khúc được ra mắt, Big Bang bắt đầu càn quét vô số bảng xếp hạng âm nhạc uy tín cả trong nước và quốc tế. Chủ nhân hit Fantastic Baby cũng trở thành nhóm nhạc nam được quan tâm nhiều nhất trong tháng 4 với hơn 1,1 triệu lượt tìm kiếm tại nền tảng phát trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc Melon. KBS mô tả nam thần tượng là ca sĩ kim nhạc sĩ gốc của ngành công nghiệp K-pop, hay JDragon, người dẫn đầu cơn sốt K-pop, trưởng nhóm Big Bang sở hữu nhiều bản hit như Lies, Haru Haru, Heartbreaker, Last Farewell, Bang Bang Bang. Theo tạp chí Seoul Space, JDragon có khối tài sản ròng ước tính khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Khối tài sản này cá kiếm được từ rất nhiều công việc anh làm như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm, kinh doanh thời trang. Seung Ri từng hé lộ, JDragon kiếm được 700.000 đô la Mỹ mỗi năm chỉ nhờ tiền bản quyền sáng tác. Doanh thu âm nhạc của anh chủ yếu đến từ bản quyền Spotify và doanh thu quảng cáo trên YouTube. Anh cũng sản xuất và viết nhạc cho chính mình và các nghệ sĩ khác. Không chỉ là ca sĩ nổi tiếng, là trưởng nhóm nhạc đình đám Big Bang với vô số bản hit, JDragon còn được coi là biểu tượng thời trang của K-pop. Anh được coi là người định hình các xu hướng thời trang chính ở Hàn Quốc với tầm ảnh hưởng vượt ngoài ngành công nghiệp âm nhạc.